Xin chào cô chú và anh chị, em là nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Lời nói đầu tiên, em kính chúc quý anh chị có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân nha. Hôm nay em về ấp Nguân, xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho quý anh chị và cô chú xem một thửa đất vườn gia chủ đang trồng dừa nè, bưởi và rất là nhiều loại trái cây ha. Hiện em đang đứng ở đây là đường bê tông rộng khoảng là 2,5 m. Con đường này là quý anh chị mình di chuyển ra ấp Văn Hóa Tây B khoảng là 500 m. Và con đường bên đây là quý anh chị mình cũng di chuyển về ấp Văn Hóa Tây B ha. Con đường này là mình di chuyển là đường xe ô tô nha anh chị. Hôm nay em giới thiệu quý anh chị mình là thửa đất mình đó là nằm trong con đường đá xanh này nha anh chị. Con đường này rộng khoảng là 2,5 m đến 3 m ha. Và con đường này chuẩn bị mở là 2 m nha anh chị. Ở đây là cái bản thông tin quy hoạch của đường này nha anh chị. Từ đây quý anh chị mình di chuyển vào tới thửa đất mình á khoảng là 150 m thôi. Để em di chuyển vào bên trong cho anh chị mình tham khảo ha. Ở đây thì mình có điện nè, khu dân cư, nhà cửa cũng rất là đông nha anh chị. Con đường này là mình có nước sử dụng là nước bông toan luôn. Diện tích mà hôm nay á, em giới thiệu quý anh chị mình á là 3.800 m² nha anh chị. Đất mình rất là cao ráo và rất là đẹp luôn. Có thể quý anh chị mình mua để các nhà nghỉ dưỡng và có thể mua để làm vườn, rất là tiện ích nha anh chị. Quý anh chị thấy không, ở đây nhà thì rất là đông. Đây mình có đường điện hết nào nha anh chị. Ngang của mình là được 22 m và mình sâu vào là khoảng 50 m ha. Và phía sau mình nở hậu ra chữ L nha anh chị. Con đường này nhà nước cũng đang trong quá trình là chuẩn bị làm luôn, nên chưa đủ kinh phí nên chưa có làm nha anh chị. Con đường này là mình liên thông về đường ấp Quan Hóa Tây B luôn, anh chị thấy không? Cái vạch sơn nè, là con đường này nhà nước cũng đã chuẩn bị cưa cây và mình làm một con đường bê tông rộng khoảng là 2 m nha anh chị. Và sau này là ở đây đường ô tô mình di chuyển là đường 4 chỗ, rất là thoải mái luôn. Từ cái lộ bê tông 2,5 m là quý anh chị mình di chuyển vào đây khoảng là 150 m thôi nha anh chị. Ở đây thì nhà cửa rất là đông, quý anh chị mình mua về cũng yên tâm ha. Và đây đất mình cách đường tỉnh lộ 876 khoảng là 2 km nha. Nếu quý anh chị mình ở thành phố Mỹ Tho, quý anh chị mình có thể di chuyển về đây khoảng 15 km thôi. Em đã di chuyển tới thửa đất mình rồi nè nha anh chị. Quý chị thấy không, ở đây thì đây là vạch sơn nè, nhà nước cũng chuẩn bị đang khởi công mình làm đường ha. Và đây mình điện có sẵn nha anh chị. Ở đây thì mình có wifi cáp có đầy đủ luôn. Và ở đây mình thuận tiện là mình có một cái vườn trái cây gia chủ đang trồng dừa khoảng được 4 năm rồi. Và trên đất mình gia chủ đang trồng chuối và bưởi nha anh chị. Từ cái mí gạch này nè, từ đây quý anh chị mình di chuyển qua bên đây là 22 m ha. Và trước đất mình cũng có một cái căn nhà nè quý anh chị, hàng xóm ở đây thì ở rất là đông nha anh chị. Quý anh chị mình mua về ở đây nghỉ dưỡng rất là thích hợp luôn á. Ở đây thì rất là mát mẻ nha anh chị. Phía sau gia chủ mình trồng chuối sữa nữa, rất là nhiều loại trái cây luôn. Để em mở cái la bàn lên cho anh chị mình xem ở đây đất mình quay về hướng nào luôn nha. Ở đây đất mình quay về hướng hướng bắc nha anh chị. Nếu qua lệch một chút xíu thì hướng
Đông Bắc ha. Mình chắc Đông Bắc anh chị ơi. Đó, để em di chuyển hôm nay em chỉ ranh giới cho anh chị mình tham khảo luôn nha. Ngang của mình là khoảng 22m nha anh chị. Mình sâu vào khoảng là 50m. Ở phía sau mình nở hậu ra. Tổng diện tích của mình là 3.800m2. Với trái chính chủ đang rao bán với giá là 2,5 tỷ. Mình còn thương lượng chính chủ nha anh chị. Ở đây là cọc canh của mình nè. Anh chị thấy không? Ở đây thì dùng nước ngọt là quanh năm luôn. Ở đây dùng đất Đông Hòa này á, mình cũng gần cầu Kinh Sáng của Long Định và gần kinh của Nguyễn Tấn Thành nha anh chị. Mình di chuyển ra đường kinh này á, mình lưu thông về các như đường cầu Kinh Sáng và cầu Kinh Sáng của sông Thuận. Mà nước này mình liên thông về tới sông Cửu Long luôn nha anh chị. Quý chị thấy không? Con đường này chuẩn bị là mở đường bê tông 2m luôn. Quý chị mình mua về để nghỉ dưỡng là em nghĩ rất là tuyệt vời luôn á. Phía sau mình còn cái mặt tiền nữa nha anh chị. Chút xíu nữa em sẽ di chuyển ra phía sau cho anh chị mình xem ha. Đó, dừa này gia chủ đã trồng được khoảng 4 năm rồi nha anh chị. Trong quá trình có lưỡi mèo rồi, chuẩn bị cho trái luôn. Đó, những cái mương này nè, quý anh chị mình có thể vì mình nuôi cá anh chị. Ở khu vực này quý anh chị mình có thể cất một cái ngôi nhà vào phía sau á, quý anh chị mình để những cây ăn trái này nè cho nó mát mẻ, và mình có thể mình chăn nuôi thêm nha anh chị. Nó vừa đang trong quá trình có trái nha anh chị. Ở đây là bưởi nè, đây là dừa. Dừa gia chủ trồng được khoảng 4 năm rồi. Đất mình rất là cao ráo và rất là đẹp luôn. Dừa đang trong quá trình có lưới mèo luôn nha anh chị. Gia chủ mình bán hết diện tích này là 2,5 tỷ nha anh chị. Với giá cực kỳ là rẻ luôn. Quý anh chị mình mua để làm vườn và mua để đầu tư cũng rất là tiện ích ha. Đây là vú sữa nè. Dừa này mình gọi là dừa sim nha anh chị. Đất mình rất là đẹp luôn anh chị ơi. Em cũng đã từng quay những video clip tại ấp Nguân, xã Đông Hòa. Hôm nay em thấy miếng đất này cực kỳ là rẻ nha anh chị. Có thể quý anh chị mình mua để nghỉ dưỡng và làm vườn. Em nghĩ rất là thích hợp luôn á. Nếu quý anh chị mình có nhà ý muốn xem thửa đất này, quý anh chị cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ có nhân viên để trực tiếp dẫn cho quý anh chị và các bạn xem thửa đất này, và mình gặp chính chủ để mình trao đổi việc buôn bán nha. Đây là bưởi nè anh chị. Đất mình không có màu mã nha anh chị. Đất mình phía sau là nở hậu ra chữ L ha. Đây là vú sữa nè. Này là mình gọi là vú sữa lò kèn nha anh chị. Đất vườn mình trồng rất là nhiều loại cây ăn trái luôn nha anh chị ơi. Đất mình rất đẹp ha. Và khu vực này quý anh chị mình làm nhà nghỉ dưỡng là em nghĩ rất là thích hợp. Mảnh vườn mình rất là tươi tốt và rất là đẹp luôn nha anh chị. Phía sau mình gia chủ mình trồng cỏ để nuôi bò nha anh chị. Và đây là chuối nè, dừa, vú sữa, rất là nhiều loại trái cây luôn. Mà bán cái với giá này em nghĩ cực kỳ là rẻ luôn nha. Phía sau mình có con đường công cộng khoảng là 1m đến 1,5m nha anh chị. Mình liên thông vào các nhà bên trong luôn. Đây là con đường ở phía sau nha anh chị. Đất mình có hai mặt tiền ha. Khúc đây là mình nở hậu ra chữ L nè.
À, phía sau mình có mặt mặt đường bê tông 1,5 m nha anh chị. À, đất mình rất đẹp ha. À, nếu quý anh chị mình có nhà ý muốn xem thửa đất này, quý anh chị cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ trực tiếp dẫn cho quý anh chị và các bạn mình xem thửa đất này và mình gặp chính chủ để mình trao đổi việc buôn bán nha. Khu vực này là gia chủ mình trồng cỏ nè quý anh chị, để mình nuôi bò á. Bên em cũng có nhận ký gửi mua bán nhà đất và thiết kế xây dựng công trình, hỗ trợ cho quý anh chị mình á san lấp mặt bằng và làm nhà cấp 4, xây hàng rào. Nếu quý anh chị mình có nhu cầu, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ cho quý anh chị luôn nha. Đất mình không có màu mã nha anh chị, đất mình rất là đẹp. Và lúc trước gia chủ mình cất một cái chòi nè, gia chủ ở xa nên công đã lớn tuổi rồi, không chăm sóc nổi nên gia chủ bán nha. Em nghĩ cái giá này rất là rẻ luôn nha anh chị, cực kỳ là rẻ luôn á. Dừa mình rất là tốt nè, trồng cũng được khoảng 4 năm rồi. Đang trong quá trình là cho trái luôn nha anh chị. Đất mình rất là cao ráo ha, trồng rất là đẹp luôn. Khu vực này là nở hậu chữ L nha anh chị. Trên đất mình gia chủ trồng rất là nhiều loại trái cây luôn. Quý anh chị mình có thể về mình trồng trái cây thêm ha. Ở đây rất là thích hợp cho anh chị mình trồng mít nè, dừa và nhiều loại trái cây khác được luôn nha. Em xin nhắc lại thông tin địa chỉ cho quý anh chị mình nắm lại một lần nữa nha. Đất mình nằm thuộc ấp Quân, xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Diện tích của mình là 3.800 m2. Phía sau mình, ngang của mình là 22 m và mình sâu vào khoảng là 50 m nha anh chị. Và phía sau mình nở hậu ra chữ L. Tổng diện tích mình gần tới là 3.800 m2, với giá bán là 2.500 triệu, giá cực kỳ là rẻ luôn anh chị ơi. Nếu quý chị mình mua để mình làm vườn và có thể mua để nghỉ dưỡng, em nghĩ rất là thích hợp. Và con đường ở phía trước quý anh chị là chuẩn bị mở đường bê tông rộng khoảng là 2 m nha anh chị. Và mình ở đây cách trung tâm hành chính của xã Vĩnh Kim khoảng là 4 km ha. Ông chị thấy không, cây trái mình thì rất là xum xê. Và nhằm về mình nhìn á, tổng quan cái mảnh vườn của mình quý anh chị, rất là mát mẻ ha. Nói chung là cái mảnh vườn mình nở hậu qua chữ L thôi, chứ đất mình sạch sẽ, không có màu mã và dòm á, rất là đẹp luôn nha anh chị, với giá bán này cực kỳ là rẻ luôn. Anh chị thấy một cái mảnh vườn mình rất là đẹp ha. Để em di chuyển qua từng clip cho anh chị mình xem ha. Đây là cái mương nè, anh chị thấy không? Mương mình dùng này là dùng nước ngọt quanh năm rồi. Quý anh chị mình mua về á thì cũng yên tâm ha.
Đây là vùng của ấp Nguân, của xã Đông Hòa. Đó, gia chủ cũng đã gắn hệ thống nè quý anh chị, hệ thống tưới tiêu ha, có đầy đủ luôn. Đó là quý anh chị thấy không, vừa mình cháy là xum xê luôn. Quý anh chị mình mua gì á là mình được hưởng quay lại luôn nha anh chị. Đây mình có trái cây sẵn. Đó, chị thấy không? Mảnh vườn mình rất là mát mẻ và giờ mà rất là đẹp. Đó, đây là cái hệ thống tưới nè. Nó vừa đang thu hoạch luôn nha anh chị. Ở đây vừa một công hàng tháng ở đây á, thu hoạch khoảng 2 triệu đến 3 triệu một tháng nha. Đó, chuối trái rất là bự sai luôn nha anh chị. Đó. Mình tới đây nè quý anh chị ha. Từ đây là mình sâu dưới khoảng là 30 ha. Và nếu tính từ mặt đường trên đường đá xanh á, hồi nãy em có di chuyển vào á, là mình sâu khoảng 50. Và tới đây là mình đá gốc chữ L ra, là mình rộng khoảng là 3.800 mét vuông ha. Đó, đất mình nè quý anh chị thấy không, rất là cao. Những cái clip này cũng rất là nhỏ luôn nha anh chị. Để em di chuyển từng clip cho quý anh chị mình xem, để quý anh chị mình ở xa, quý anh chị mình về đây cũng không mất thời gian của quý anh chị và các bạn mình xem đất ha. Quý anh chị mình ở thành phố Hồ Chí Minh, quý anh chị mình có thể di chuyển về đây khoảng là 65 km là quý anh chị mình tới nha. Mảnh vườn mình rất là sạch sẽ và rất là đẹp nha anh chị. Phía trước mình cất một cái ngôi nhà và khu vực này nè quý anh chị. Mình làm một cái khu vườn trái cây và phía sau nữa có thể quý anh chị mình chăn nuôi thêm ha. Và quý anh chị mình có thể về đây mình làm một cái hàng rào quý anh chị. Hàng rào em nghĩ mình làm cho đất mình nó sạch sẽ ra và cho nó thoáng mát ha. Đất mình dòm rất là đẹp luôn nha anh chị. Gia chủ ở nhà cũng có nuôi vài con bò nên gia chủ mình trồng những cây cỏ dôi nha anh chị, để mình cho bò ăn á. Đây là bưởi nè anh chị. Chị thấy không? Oh. Mình sâu ra tới lúc ngoài kia luôn nha anh chị. Anh chị thấy cái mảnh vườn mình rất là đẹp ha. Khu này rất là mát mẻ nữa. 3.800 mét vuông mà giá chỉ có 2 tỷ rưỡi thôi. Rất là rẻ luôn nha anh chị. Quý anh chị mình nhanh tay sở hữu một cái mảnh vườn này, em nghĩ rất là thích hợp luôn á. Mua về nghỉ dưỡng hoặc quý anh chị mình mua để đầu tư rất là tiện luôn nha anh chị. Quý anh chị thấy không, cây trái rất là nhiều. Em cũng mong quý anh chị và các bạn xem hết video clip ha, để mình nắm cái vị trí đất và tình hình đất, để quý anh chị mà ở xa mình không tốn chi phí để mình về mình coi đất nha anh chị, cũng không mất thời gian của quý anh chị nha. Ở đây thì trồng bưởi nè quý anh chị thấy không, đất mình rất là đẹp ha.
đất mình rất là cao ráo và bằng phẳng luôn nha anh chị. Đó, đây hệ thống tưới tiêu có đầy đủ luôn. Quý anh chị mình mua về mình cũng yên tâm ha. Ở đây quý anh chị mình có muốn xuống điện á, ở đây thì gia chủ em thấy có xuống điện rồi. Mà nếu quý anh chị mình không sử dụng điện này nữa thì quý anh chị mình có thể xuống điện khác ha. Ở đây thì điện nước wifi thì đầy đủ, và khu dân cư ở đây thì ở rất là đông nha anh chị. Ở đây thì rất là thích hợp cho quý chị mình làm vườn nghỉ dưỡng và mua để đầu tư cũng rất là có lời. Với giá bán này chỉ có 2,5 tỷ thôi, rất là rẻ luôn nha anh chị. Em cũng mong quý anh chị và quý đầu tư mình xem hết video để quý anh chị mình ở xa để mình về coi đất thì mình có thể mình coi sơ qua lọc lần nữa thôi và mình chốt nha anh chị. Chứ quý anh chị mình ở xa mình về đây mình coi đi coi lại 2-3 lần thì mất thời gian của quý anh chị ha. Đất mình nằm thuộc ấp Quân của xã Đông Hòa nha anh chị. Diện tích mình là 3.800 m², với giá bán là 2,5 tỷ. Mình còn thương lượng nhẹ với chính chủ nha. Nếu quý chị mình có nhà ý muốn xem thửa đất này để cất nhà nghỉ dưỡng và làm vườn, quý anh chị cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang nha. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn cho quý anh chị và các nhà đầu tư mình xem thửa đất này và mình gặp chính chủ luôn nha. Quý anh chị nhớ like và nhấn nút đăng ký bên dưới và bấm chuông để thông báo những video mới nhất em vừa đăng tải lên. Cảm ơn quý anh chị đã xem video. Hẹn quý anh chị và các bạn lại những phần video tiếp theo nha.